Rồi, hello, mình xin chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Ngày hôm nay mình sẽ cho anh em thấy một con máy gọi là siêu khủng long bạo chúa siêu lướt. Hôm nay mình rã con máy ếch thái nội địa cực kỳ khủng. Máy này là máy ếch thái nội địa, máy 100 nha anh em, ếch thái nội địa 100. Quay ếch thái nội địa 100, máy cực kỳ khủng và siêu lướt. Con này đúng ô đô đồng hồ, đi mới có 9.000 cây thôi. Tất cả đều như nguyên bản của nhà sản xuất và tất cả đều như độc hợp. Rồi, trước khi đi vào video, mình sẽ phổ biến thông tin. Một lá 2/15, Đồng Ngọc Sứ, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại là 0865 890 158. Số có Zalo, có Facebook, anh em chắc thoải mái. Khi anh em mà kết bạn Zalo với mình không được là do danh sách Zalo đầy. Anh em cứ nhắn tin, mình sẽ trả lời anh em trong thời gian sớm nhất có thể. Phụ tùng quay thái trong 10, anh em cần đồ cọc liên hệ mình nha. Gấp cặt tay mình còn 2 bộ 99 hạt cọc căng luôn nè. Một cặp phục 99 cọc căng chỉ thua tồn. Cặp này giá 6,5 triệu. Đồ máy quay trong 10, tất cả mình đều có phục vụ anh em. Xe cộ đã rửa sẵn chuẩn bị ngày mai thịt tiếp. Đó. Mai thịt con này tiếp, anh em cần phụ tùng cứ liên hệ. Đó. Đến với video này, mình lên sóng với anh em một con máy quay ếch thái 100 nội địa Thái Lan. Con máy này gọi là hàng siêu lướt cực kỳ khủng long. Siêu lướt cực kỳ khủng long. Hầu như là máy, con máy đúng ô đô, đi mới 9.000, nhông sinh dĩa còn luôn. Nhông sinh dĩa theo xe luôn nè. Cái nhông này nó xài chung với nhông rim Thái luôn nè anh em, GF6 đó, Sustar. Nhông sinh dĩa theo xe luôn, cái nhông chưa mòn luôn. Đi mới có 9.000 cây. Đi mới có 9.000 cây thôi anh em. Cực kỳ khủng long bạo chúa. Và mình nói thẳng với anh em, ở thời điểm hiện tại con máy này hầu như là bây giờ không có đâu. Mình nói thẳng cũng không có đâu, dẫu có thì chẳng anh em cũng không nổi đâu. Người ta cũng bán luôn. Được sản xuất vào năm 2008, là cách đây nó được sản xuất vào 15 năm. Con máy này được sản xuất vào 15 năm mà cái máy là tình trạng nó còn tầm khoảng 95% so với chuẩn zin ngay lúc ban đầu. Bắt đầu mình đi vào báo giá. Đầu tiên là dàn dây điện sườn của nó. Thì bây giờ mình mua được sao thường bán vậy? Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ mình. Dây điện sườn của nó hao hao với dây điện sườn của quay A100. Nó hao hao thôi nha anh em, nhưng mà cái mã trên dây nó khác thôi. Cái mã trên sợi dây là cái mã nó khác, chứ nó không có giống. KTL nha anh em. Đó. IC cái mã nó cũng khác quay A100 luôn. C761T8.0 IC. IC này quay ếch thái nha anh em, nè KTL này nha, chứ không phải của quay A nha. Thì sợi dây điện sườn nó chỉ có hai món thôi. IC với cục sạc, đó chỉ có hai món vậy thôi. Anh em nè, sạc nè. T08.0 nè. IC8.0 luôn nè. Đúng một cục máy luôn. Có được cái tóc chân zin anh em. Tóc chân. Dây điện này là không đứt nối gì hết. Anh em mua về xài cho quay A. Mình bán rẻ thôi. Cộng dây điện này mình chỉ lấy anh em giá là 200.000 thôi. Không đứt nối nha, dây điện đẹp toàn diện 100%. Trời ơi, xe của anh ta đi mới có 9.000 là đứt nối gì mấy ông ơi. Dây điện này 200.000, 200.000 là anh em chỉ tính tiền IC với sạc thôi là 200. Còn cộng dây điện là coi như mình tặng anh em xài. Không đứt nối. Đó. Tiếp theo anh em từ từ nè, cái nhông này mình không bán, nhông này mình giữ lại,
Nhông này như tồn luôn, nhông sinh dĩa nó còn, cái nhông nó dính trong cây cốt cải, về mình tháo ra, mình giữ lại cái nhông này mình không bán nè. Nhông này xài cho riêng thái hết bài luôn, đúng mã GF6 chuẩn luôn. Full bộ ốc máy anh em coi nè, full bộ ốc máy này luôn, bộ tăng cam mình bán giá 300.000. Gồm những món gì anh em theo chân mình nha. Cái thứ nhất, cần tăng bánh đỡ mà anh em coi, nó mới như vậy, nó mới như đập hộp luôn đó. Mình nói với anh em rã cái máy mình khủng hoảng luôn, cây dên như đập hộp luôn nè. Cây dên như mới đập hộp ra luôn, nó trắng từ trong ra ngoài như vậy đó, như đập hộp luôn. Cần tăng bánh đỡ. Cái này anh em vô quen pha nhỏ, anh em xài không biết khi nào mới hư, mình nói thật luôn. Là anh em coi mực còn luôn, ở trong máy mà mực nó còn luôn. Bánh bơm nhớt mà anh em nghĩ nó chưa có bén luôn mà, nó còn vuông vức, nó chưa có bén luôn, anh em biết cỡ nào rồi đó. Lò xo ống 6 tăng cam, tất cả là như mới luôn. Bộ này anh em về xài xe nhà là hết bài luôn rồi. Chịu ống xăng dư mới tinh. Ốc máy này anh em về vô quay thái 110 hoặc là super rim thái rồi, quá tuyệt vời luôn. Quay ít thái 108 đẹp không một lỗi một con luôn á. Bộ này mình bán 300.000, giá rẻ lắm nha anh em đó. Ốc đẹp không lỗi một con luôn, mình bán giá rất là rẻ, 300.000. Ốc là mới rất lần đầu, trắng tươi từ trong ra ngoài luôn, không lỗi một con luôn. Từ con dạ dưới đến con dạ trên, mà anh em tính đi, cái máy mà dạ dưới mà đẹp cỡ này nè. Bộ này 300.000 nha anh em nha. Bộ ốc máy, lò xo ống 6 tăng cam, bánh bơm nhớt, ti bơm nhớt, cần tăng bánh đỡ, đó, full bộ như vậy là 300. Tiếp theo nha anh em. Máy này là máy nội địa cho nên lửa nó sử dụng như lửa quay nai, thì mình mua được của anh em ta làm sao thì mình về mình bán cho anh em y vậy. Lửa nó y chang như lửa quay nai luôn, không khác cái gì, nhưng mà nó có một số đặc điểm nhận diện mình sẽ chỉ cho anh em luôn. Bộ lửa này mình bán cho anh em giá rẻ thôi. Bộ lửa này mình bán cho anh em giá là 450.000, bán cho anh em giá 400.000 thôi. Bao gồm một cái nắp chặn nhớt nè anh em coi nè, mực nó còn luôn nè. Mực nó còn luôn, nó mới tinh luôn á. Đát 208 8S nè anh em, cái đát ở đây còn luôn nè, 8S 31, anh em biết cỡ nào rồi đó, như mới luôn. Mà mình nói anh em cái máy này nó như mới luôn, qua lăng nè, như mới luôn, nó y chang như lửa quay nai, không khác cái gì. Denso nè, 400.000, mới tinh luôn. KRS nè anh em, y chang như lửa quay nai nè anh em, vô 67 vô cúp đồ FT gần nha anh em. Đó mình mua được của anh em ta làm sao, mình thấy máy cọp quá mình mua về mình bán cho anh em 400.000. Thái nội địa cực kỳ cọp luôn, siêu lướt luôn nha anh em, siêu lướt. Còn lửa nè anh em nhìn nè, đó, tất cả là như đập hộp luôn. Mình nói anh em tất cả là như đập hộp, mực màu chấm sơn chấm con khỉ gì mà nói anh em, tất cả là như đập hộp. Mà bộ lửa này 400 ha. Anh em về độ chế gì đó tùy anh em. Còn này đến quay cuối đi này, ba nắp quay thái 110 sơn lại là mình quay sau. Bây giờ mình tập trung với cái máy quay ớt thái này đi. Tiếp theo nữa là cái bình xăng con này mình bán giá là 900.000, như tồn, mình chưa có rửa gì chân, nguyên bản máy sao mình đưa, mình dục cho anh em y chang vậy. Bình xăng này nói chung á là mình không có bao xăng dư anh em, tại vì mình chưa có bung đít kiểm tra, chưa có xử lý gì chân á. Mấy cái máy này dạng xe đậu lâu năm cho nên là cái vấn đề xăng dư tất nhiên nó sẽ chảy vậy đó. Anh em coi nè, như tồn luôn, con ốc này còn mới chát luôn mực, anh em coi nè, dấu mực nè. Nè bình theo xe nè nha anh em, chứ không phải bình hàng mới nha, bình theo xe là dấu mực liền nè. Anh em thấy dấu mực liền không, chứ không phải chấm kim không, mực xanh xanh đây còn luôn nè. Nè ớt thái nè anh em, ống hơi nè, cái họng là mình nói anh em nó chưa có biến dơ là gì luôn đó.
Đó. Bình xăng anh em coi này, ốc chấm xanh chấm vàng gì tùm lum tùm la hết trơn đi. Chưa có đụng chạm, chưa bung đít luôn mà. Nè anh em coi. Mình đâu có gạt anh em đâu, chưa bung đít, chưa đụng chạm, mình chưa có rửa gì luôn. Đó, nè. Đó. Anh em coi. Cái ga là như tồn nữa, mình nói anh em cái bình này anh em nói thiệt cái bình tồn không có cửa nó đâu. Đó. Như tồn luôn mà. Quay ít thái 100% nội địa. Cái bình này 900 ngàn. Mình chưa có xúc rửa gì chân á, lò xo nó anh em nhìn nè. Cái ga nó không nè, quay ít thái có ống hơi nè nghe anh em. Bình này 900 ngàn mà anh em về tự anh em về xử lý sân dư đồ ngang, mình chưa có xử lý gì hết, cái ga là như tồn luôn. Mình nói với anh em là cái ga là như mới mà xe đi lướt mới 9.000 cây mà anh em chưa có rửa chưa có xúc gì chân đó. Đó cái ga đó anh em coi đi, như tồn. 900 trời ơi, con máy này bây giờ mình nói thẳng với anh em, thị trường mà có mình cùi cực kỳ whip nha anh em. Những anh em mà chơi hệ quay 204 gặp con máy này là hết thuốc luôn rồi. Quay thế 204 đầu lòng ống hơi gặp con máy này tới một chuyện. Coi trái ga đó nè, khủng hoảng tinh thần không. Đó. Tôi hứa với anh em luôn, kiếm một con thứ hai không bao giờ có. H7C nè. Kim đót nè. Ở trong là như mới luôn nè. Đó. Siêu lướt mà. Đó. Bình này bình theo xe nha mấy anh, chứ không phải bình hàng mới nha. Tiếp theo nữa là tới bộ số. Tiếp theo nữa là tới bộ số đi. À, nè cái nắp nồi của nó nè anh em. Cái nắp nồi của nó nè, nó bung sơn hết trơn nè anh em. Nó bung sơn hết trơn luôn anh em coi nè. Đó, nắp nồi chữ ngang mấy con ốc là anh em coi nè, xanh lè nòng súng hết trơn, nắp chữ ngang nha. Ê, nhữ nhớt anh em ơi. Nè, ở trong anh em nhìn như mới luôn. Anh em thấy không? Mực xanh còn luôn mà. Nè. Mã này mã quay ếch thái nè, cái nắp nồi quay ếch thái riêng lùng 99, nói chung có một mã một à, cực kỳ nặng và cực kỳ dày luôn. Nắp nồi này mình bán cho anh em 150.000 luôn nắp nhựa, 150.000 luôn nắp nhựa nồi luôn. Nắp nhựa nồi này còn cực kỳ đẹp nha. Đó, về anh em sơn nắp nồi lại xài, máy Trung Quốc anh em vô rất là ấm, nó dày và nó nặng cực kỳ, 150.000. Tiếp theo nữa là đến bộ số. Bộ số này là mình bán giá là 2 triệu như tồn. Đó, anh em vô quay thái 110 trang, tại vì số ít thái bản chất nó là số 4 chấu giống như số quay 110 vậy đó. Tồn sao thì nó y chang vậy, không khác gì. Quá trời con máy nó tới mực xanh mực gì mà anh em nghĩ tới trong cây cái cần móc mà nó còn mực cỡ này anh em hiểu rồi đó. Quay A216 còn chưa có cửa nữa, mình nói thẳng với anh em luôn á. Nè, tới trong cây cái cây cúc đạp mà nó còn mực cỡ này là anh em biết rồi nè. Nè. Báo số nè, chưa miếng lúng là gì luôn. Báo số chưa biết một miếng lúng luôn, xe đi mới cái 9.000 mà lúng vậy. Báo số zin nha anh em. Báo số zin của nó luôn nha. 2 triệu. Anh em nghĩ đi, cái miếng mũ chặn số này nè mà nó chưa xuống màu nâu luôn á. Tại vì cái miếng mũ này anh em chạy nóng máy lên là nó chịu nhiệt là nó xuống màu nâu hết trơn à. Mình bán không có dấu luôn nha anh em, như tồn luôn. Bộ số này bán 2 triệu nè, số ít thái như quay thái 114 chấu nè, 1 nè, 2 nè, 2 ngón tay mình cầm là 2 chấu nè, lật lên nè, 2 chấu nữa là 4 chấu, y chang như số quay 110 không khác gì hết. Như tồn luôn mà, số mà nói với anh em nó đen hết 4 nhông, từ đầu tới cuối đen hết 4 nhông luôn mà. Đó. Bộ số này 2 triệu. Y chang quay thái 110 không khác cái gì anh em, 4 chấu. Má khủng hoảng con máy luôn nha anh em. Tất cả là như đập hộp mà nè, số 4 là như mới luôn mà. Đó, anh em mua về vô quay thái 110 quen pha gì đó tùy anh em, tầm này là đẳng cấp rồi, nó thẳng với anh em không còn, không có đâu, hứa luôn thì không bao giờ có. Cây cốt tải anh em nhìn nó đẹp 100% đó, mình nói thẳng với anh em là đẹp 100% chứ không có 99 gì chân. Dòng thứ nhông sinh dĩa còn cỡ này mà anh em biết cái nhông nó còn cỡ này mà. Đó.
nó dính mình đâu có rửa gì đâu, nguyên bản sao mình để như vậy luôn. Ở trong này chưa biết nám phót là gì luôn nè, mình cũng không thèm chùi gì luôn, kệ đó, dùng thứ đồ đẹp mà. Nè anh em coi cái số 4 mình đây là anh em biết số nó cỡ nào rồi đó, nó còn đen thui thùi lùi luôn mà chưa có xuống màu trắng luôn mà anh em. Cũng quay ít thái 100 đời 208 cỡ này thì thôi thôi à, như tồn đó anh em ơi. Đó nè, mực màu còn hết trơn luôn mà, 2 triệu full bộ số, cốt đạp cốt số báo số con heo như mới luôn nè. Nè y chang như số quay thái, không khác gì trơn á. Nè mực nè, anh em muốn mực gì, 25 chấm nè, con heo chưa có cặn, con lừa nó chưa có dấu lừa một miếng luôn, hai mặt luôn nè, chứ không phải một mặt, mấy con lừa nó chưa có dấu lừa, nó mới có phớt phớt một bên nè, thấy không nè, nó mới phớt phớt khúc trên chút xíu anh em thấy không. Còn bên đây cũng vậy luôn nè, nè anh em coi cho kỹ nè, bên đây là 93 nè, mực còn hết trơn nè, nè anh em coi nè, nó mới phớt phớt nè, chưa có ăn vô nữa đó, đó. Mực nè, đó, long đền báo số đầy đủ như tộn mà mình nói với anh em mà. Bộ số này 2 triệu đó anh em, bộ số này mà nói thiệt mình bán 2 triệu là rẻ đó. Tiếp theo nữa là bộ dân mình bán bộ nồi, bộ nồi này mình bán giá là 3,5 triệu, full bộ nồi quay ớt thái 100 đời 208 nội địa như tồn. Trời ơi trời, ở trong con lừa mà anh em nghĩ còn mực xanh kiểu này thứ nào chịu nổi. Ngày 3 tháng 11 năm 2008 đây nè, chính xác luôn nha anh em, ngày 3 tháng 11 2008 3,5 triệu bộ nồi này. Anh em nào chơi hú mình mà đồ máy tầm này thì em khỏi bao á, bán đồ máy này là khỏi bao cho nó mệt, đủ máy tầm này bao làm mẹ gì mất công, đủ đẳng cấp bao làm gì, anh em tôi biết chơi tôi bập khỏi suy nghĩ đó. Nè anh em coi nè, ốc chỉnh nồi luôn nè, đó như mới mà bao làm gì mất công anh em. Cần thiết gì phải bao đó, ốc bắt máy nhớt cũng là số 10 y chang như quay thái mình luôn nha anh em, không khác gì chăng, cũng số 12 dòng chỉ y chang như quay 110 mình, hai con luôn, máy nhớt chưa đóng dơ luôn mà. Đó nè, mình lên cho anh em coi cái chuông nè, cái mã của nó là KTL nha anh em. Như mới luôn à. 208 mà cỡ này còn gì để nói nữa không anh em. Anh em thấy cái nhông chở ở trên nè, nó còn đang thùi lùi luôn nè, thấy không. Mình nói thẳng với anh em, kiếm bộ thứ hai á, đi tìm đối thủ đó, máy này giờ là đi tìm đối thủ, mình xin khẳng định với anh em nè, khỏi đánh dấu. Anh em thấy cái găng chở không, mực trên với mực dưới nè, cứ đưa vô khớp gì lụm đó. Rồi bộ nồi này tầm gì đứng dính dấu, nồi mà đẹp như mới đánh dấu làm gì đó. Nè anh em mà gờ tay vô vậy nè, mà miễn anh em nói giận tay thôi là tặng, khỏi bán. Ở đây dấu mực xanh xanh còn luôn nè, thấy không, mà anh em gờ tay vô, mà anh em nói chỉ cần anh em nói giận tay thôi là tặng, khỏi bán. Anh em gờ tay vô vậy nè, miễn mà anh em nói giận một miếng nào là tặng, mình dám cam đoan 100%. Đó, kiếm một con thứ hai không bao giờ có, hứa uy tín danh dự luôn. Bộ nồi này bán 3,5 triệu nha. Đó, bố ba càng thì anh em nhìn nè, cái khâu này mình bỏ vô cái đây cho nó đỡ mất nha. Nồi này bản chất nó y chang như quay thái 110, không khác gì chân á. Nè mực nè, trời ơi trời, mình nói với anh em nó như mới luôn đó. Nè ngày 1 tháng 11 năm 2008 nè, bố nó y chang như nồi quay 112.000, không có khác cái gì về cái bản chất hết, mình nói thẳng với anh em luôn, quay ớt thái 108, tất cả là như mới. Bộ nồi này 3,5 triệu nha. Đó, mình nói với anh em là như mới đó, khỏi nói nhiều. Đó, máy này là máy thái mà anh em, đời máy thái mà. Đó,
Anh em đánh giá làm sao bộ nồi này? Mình nói với anh em bộ nồi này nó còn 95% nó chứ không phải 90 nữa. Bộ nồi này nói thẳng với anh em là còn 95%. Ba càng nó như tồn luôn mà, nó nè. Như mới luôn chứ như tồn gì? Đó. Đó, bộ nồi này mình bán 3,5 triệu, anh em xài liên hệ mình. Đó. Anh em thả như mấy cái con xe cọp cọp là hết bài luôn rồi. Đó. Xe anh em nồi yếu rồi thì hú mình nha. Nồi này bản chất y chang như nồi quay 110 thôi. Bố lá nó cũng đóng FT 107 y chang nhau à, máy thái y chang nhau à nè, lò xo mà nó còn cân này mà. Anh em còn hơn nồi quay A 100 nữa mà nói thiệt. Nè, bố lá đóng FT 107 nè, anh em thấy chữ 107 không? FT nè. Khác nhau gì? Xin lỗi anh em nha, mình zoom sát lại cho anh em coi. Anh em thấy chữ FT không? FT nè, thấy chưa? FT nè. 107 nè, thấy chưa? Y chang nhau, bố lá y chang theo xe mà. Như tồn luôn mà anh em ơi. Nồi là như nồi tồn luôn, ở trong này vẫn đóng KFMA như nồi quay 110 không khác cái gì hết trơn á, FCC y chang nhau. Đó. Như mới luôn mà. Còn cái nhông này chạy là chưa hết nhông luôn. Chưa hết xa, chưa sáng luôn. Cái nhông này chạy chưa sáng luôn nha anh em, còn đen xì luôn nha, thép còn chui đen xì luôn nha. Ừ. Tầm nồi này bao làm cái gì nữa nè. Bao làm cái gì, như tồn như gì, bao làm cái gì. Mất công. 107 nè, FT nè. Thấy chưa? Đó, bao làm cái gì. Đẳng cấp nồi cọp, khỏi bàn. Ừ. Cái đế cũng vậy, cái đế nó vẫn đóng KFLF FCC y chang luôn, FCC nè, KFLF y chang như nồi quay thái 110 không khác cái gì hết trơn á. Đừng nói mấy bộ nồi này mà kiếm dấu gì. 3,5 triệu, nhưng mà nó rẻ hơn nồi quay 110 nhiều, nồi quay 110 mà bán tầm này là bán 10 cũ rồi. Nồi quay 110 mà tầm này là bán 10 cũ. Đó. Quá trời máy tới công chuyện thì con rã con máy ra nó trời ơi trời tới. Đó. Bộ dên lóc này mình bán giá là 2 triệu, cây dên là như đập hộp luôn. Ủa mà cây dên nó như đập hộp luôn mà nói anh em, cây dên như đập hộp không khác gì. Dên lóc mình bán 2 triệu, anh em nào máy alpha đang lỗi dên thì anh em thảy bộ dên lóc này vô, một lần tốn, một lần làm, một lần đau. Cũng anh em coi 4 cây bù xong ốc đầu của nó thua gì ốc tồn luôn. Mình nói thẳng luôn, nó thua gì ốc tồn hết trơn nè. Góc cạnh nó bén như quay 110 luôn nha anh em, góc thẳng bén như quay 110 luôn nha. Nè. Anh em nhìn thua gì? Ốc tồn đó. 4 ốc đầu, 4 lông đền, mình tưởng ốc mới không đó. Đó. Bộ này lát bán theo đầu lòng. Cộng sên cam nó này thôi à. Y chang như sên cam đập hộp. Sên cam theo xe nè, anh em thấy dấu mực nó còn không? Dấu mực hồng hồng đó nè, thấy không? Sên cam mà cỡ này nè. Để mình coi sên cam này thẳng nó dùng không. Sên cam còn thẳng băng luôn nè anh em coi nè. Sên cam còn thẳng băng luôn nè, thấy chưa? Chưa miếng quặn luôn nè, chưa miếng quặn đít luôn nè, thẳng băng luôn nè. Thấy không? Dên lóc 2 triệu. Cho coi cái lóc bơm trước nè. Mới rã chiều luôn. Bật đạn này anh em giữ xài luôn nha, máy tầm đẳng cấp vậy bật đạn đừng có bỏ uổng nha mấy anh. Máy cỡ này bật đạn bỏ là em chịu luôn á, bật đạn nó rã ra là vậy nè, bật đạn mã Taiwan gì đó, NTN gì đó. Bật đạn này là đẳng cấp nha, không có bỏ nha anh em. Đó. Sơ mi nè. Đó. Như mới mà, nó mà nói anh em như mới mà. Mã Thái nè, GF6AB giống như rim Thái đó, GF6AB đó. Quay ít Thái 100 rim lùng 99 nó xài chung, răng cỏ thì bao tất tần tật khỏi bàn. Ừ. Máy cỡ này thì khỏi suy nghĩ về răng cỏ đâu anh em ơi. Chỉ hỏi anh em chơi nghe không chơi thôi. Đó, như mới. Đó, bơm nhất ti nha anh em, 100 mà. GBG ha. Chuẩn cọp luôn. Mực màu gì giống này nè. Đây nè, mực quẹt gì trong này tè le hột me chứ mà cũng cái máy thôi nè. Nè. Mực nó chấm gì mà kinh hồn luôn. Đây nè. Ừ. Rồi, lóc bơm. Đó, mình không có rửa gì trơn, về mình chỉ rã ra thôi.
ốc xa nhớ của nó là đây nha anh em. Còn cây dên nè anh em nhìn nè, anh em tới biết cây dên mà ở đây nó còn chữ luôn là anh em biết rồi đó. Không phải khen nhưng mà nói thiệt với anh em, dên đập quên dên ếch thái mà như dên đập hộp kiểu này, một cây dên alpha đặc hãng thì nó tầm khoảng là 2 triệu mấy ha. Nhưng mà cây dên này bây giờ cũng không còn sản xuất đâu mà khỏi đặt đó. Bạc đạn là TMB đó. Như cái dên đập hộp luôn, mã là KFM này nha, KFM số nha chứ không phải KFM chữ nha, KFM chữ là đời quay A nha, KFM 89 đang thui luôn mà. Mình nói với anh em là như tồn mà, không khác gì cái dân tồn. Cái đầu nè anh em coi là biết rồi đó, nó chưa có dấu ăn cũng mép nồi miếng nữa. Mình bắn rất là kỹ nha, không có miếng dấu nào đâu, cho anh em về ráp cho nó đẹp. Long đình quấu, long đình gì còn đó, cái chất thép chui là còn tất cả như mới. Cái đầu lửa anh em nhìn nè, đầu lửa anh em nhìn tự đánh giá đi ha, khỏi mà đợi mình nói mất công lắm. Con máy này kiếm con thứ hai không bao giờ có, mình hứa uy tín với anh em luôn một câu danh dự. Đó anh em tự đánh giá, không thua gì danh tồn. Danh vậy khỏi gơ anh em ha, gơ mất công lắm, gơ cũng không có lát nổi đầu gơ. Danh lóc này 2 triệu đó. Gơ mất công lắm, dên lóc này 2 triệu, mình bao anh em đúc cái lòng cót mấy cũng vậy chứ. Cỡ này là cặp căng. Còn nếu như anh em nào có điều kiện á, mình nói thẳng với anh em luôn, anh em nào có điều kiện làm máy 100 mà anh em mua đầu lòng nè, đầu lòng này dên lóc luôn, anh em xài 10 năm nữa thiệt. Con máy này nó mới đi mới lướt mới 9.000 mà nói xe này không có đi nhiêu chứ thiệt. Cộng sinh cam nó cỡ này mà sinh cam như sinh cam đập hộp ra mà đó. Bây giờ mình bán nè, dên lóc 2 triệu, đầu lòng bù rong sên cam 5,5 triệu đó. Mình không bán lẻ nha, đầu lòng bù rong sên cam mình bán đúng một combo cho anh em chơi cho nó im. Tại vì mình set up cũng đầu lòng mà ốc cỡ này mà anh em nhìn coi, như con ốc tồn, ốc bánh xe lòng mà. Nè mực nè, coi nè, coi nè, trời ơi ốc bắt bát lòng mà cỡ này nè anh em nghĩ đi. Đó, cộng sên cam nè, 4 cái bù rong, 4 ốc đầu nè, với cái đầu lòng nè, luôn bộ trục bô xử lý khí thải ha, 5,5 triệu ha. Nó như tồn luôn, đúng cơm lê của nó cho anh em chơi. Đầu lòng bù rong sên cam, bù rong với sên cam mình quay kỹ ha, cái này là bao im khỏi nói nhiều. Ra đây coi nè anh em, má thiệt chứ mình cả chịu thiệt chứ, mình cung tay luôn á chứ không phải bình thường đâu. Còn mấy người nói chuyện với em nói chơi khơi thì không đủ đẳng cấp để nói chuyện đâu. Tại mình chơi là từ hệ này ăn lên, mình chơi đồ cọp không à. Nè anh em coi nè, mực màu của hãng người ta nè, xanh vàng nè, con ốc bắt bách lòng của nó nè, nè ếch thái nè anh em, nè bách lòng còn mực vàng nè. Mình hồi chiều lúc mình gã mình phát hiện hình như trên cao su lòng vẫn còn mực luôn á. Nè đúng rồi, mực xanh xanh nè anh em, cao su lòng nó còn quẹt mực xanh xanh trên này nữa nè đó. Cái lòng nè nó chấm xanh đây một cái, nó chấm xanh, nó chưng nồng này cái. Rồi anh em nhìn con ốc bắt bách lòng, bánh xe lòng nè, ốc bắt bách lòng, cái con ốc chưng nồng nè, không thua gì ốc tồn. 97 cm khối KFM-15, nó không có HBN nha, tại máy Thái mà anh em. Đó cái ống là còn đen thui luôn, sơn zin ống hơi anh em, bộ xử lý khí thải nè anh em, bộ xử lý khí thải của nó nè, cái trục bô nó còn đát ở đây luôn nè. Dây trục bô nó nè anh em nhìn, đát 2008 nè, tháng 10 năm 2008 nè, còn nguyên dạng hết trơn luôn đó. Cái trục bô nó còn trắng thao luôn là anh em biết, còn hơn ghim lùng 125 hay đát 2022 nữa là anh em biết rồi đó. Mình bán mọc luôn, mình đâu có rửa gì, kệ cha nó, rửa làm gì, dùng thứ máy cọp là cọp, không cọp là không cọp. Đầu TH nha anh em, đầu TH7 đó, đầu TH7 đây, TH7 đây, còn mực còn màu gì nữa nè, cái này của hãng không chứ không ai đụng chạm với chứ. Còn mà nó muốn ron cờ thì ron nè, không biết nó xanh đến độ nào đâu, mình chỉ biết nó xanh cỡ này thôi. Còn này anh em đừng hỏi nắp cò chỉnh chưa nha, máy này đừng hỏi nắp cò chỉnh chưa, mất công lắm. Ron cờ thì mình chỉ biết nó xanh được vậy thôi.
Đụng khủng hoảng thiệt chứ. Đó. Đó. Anh em muốn ron nào cũng còn hết trơn, chỉ có rớt ron chân nồng thôi. Ốc co xăng nè, trời ơi là trời, khủng khiếp thiệt. Này cái co xăng mới mở, anh em còn còn dính mực xanh xanh anh em thấy không? Ừ, nè, đó. Co xăng nó trắng phiếu gì đó. Con máy này mình nói anh em khủng hoảng dữ lắm. À, lên nòng súng gì nè. Ừ. Nè, ốc cánh bướm nè, ốc sỏ lòng nè. Đó anh em nhìn đi. Ừ. Trời ơi, mình nói con máy này không có gì để bàn đâu anh em ơi, chỉ bàn về giá thôi. Mình bán đầu lòng mùa đông sinh cam 5 triệu rưỡi, mình không có bớt này, con máy này mình không có bớt, tại mình mua căng, mình bán căng. Đó, anh em muốn chơi đồ cọp là phải chịu tốn tiền. Đó, không có nói nhiều. Đó, còn bây giờ cho anh em coi cái đầu lòng nó cọp cỡ nào thì theo chân mình nè, nhìn cho kỹ nha. Mình quay rất là kỹ tại vì những con máy này giá rất là tê. Đây, nhìn cho kỹ nè, cháy bê tông nè. Đúng mà mình nói anh em thiệt luôn á, thiệt bê tông tồn sao nó y chang vậy, dạ trên nè. Ừ. Cái này là cái dạ trên đó, nó chưa ăn luôn. Nói chung con xe này mình độ đi không tới 9.000 đâu, nhưng mà mình biết cái đồng hồ, mình thấy cái đồng hồ nó hiển thị 9.000, báo 9.000, nhưng mà mình cam đoan với anh em con xe này cái đi không tới 9.000 đâu, đi vài ngàn thôi, đi lướt thôi. Ừ, bê tông đó. Rồi anh em nghĩ đi, bê tông này xài chừng nào hư ở tăng đa nha anh em. HFA nè, thấy không? KTL nè, đó. Ừ, dạ trên này nha. Còn dạ dưới nè anh em. Anh em nghĩ đi, đi chừng nào mới hư nổi cái bê tông này? Ừ. Đi chừng nào mới hư nổi cái bê tông này anh em? Không có đối thủ đâu. Ốc này anh em để một lát nữa mình nhét vô lại nha. Còn ốc ba bắc chân nồng nè. Ừ. Để mình nhét cái bê tông vô trong cho anh em coi. Nó bót dữ lắm. Nó bót dữ lắm anh em. Má thiệt chứ mình không hiểu diễn tả, biết diễn tả làm sao luôn á. Không biết diễn tả làm sao luôn á. Anh em nhìn tự đánh giá đi, nghĩ diễn tả mệt quá. Tôi bán đầu lòng bù rong sen cam 5 triệu rưỡi, rách trong chân nồng mẹ nó. Xui thì chịu. Tôi không biết diễn tả làm sao nữa đâu, cỡ máy gì tôi không biết diễn tả đâu anh em ơi. Anh em nào ưng thì chơi, nó trên như dưới mà giữ như trên là tất cả là mình nói là thẳng với anh em là như mới đó. Nó mới khoảng 95% so với hiện trạng ban đầu. Rồi nói vậy đi cho nó gọn. Đầu lòng mùa đông sên cam 5 triệu rưỡi không bớt. Gen lóc 2 triệu, bộ nồi 3 triệu rưỡi, bộ số 2 triệu. Bộ ốc máy 300. Đó, bình xăng con 900. Bộ lửa, đó, bộ lửa của nó là 400. 3 món 1 2 3 400. Bộ điện sườn này 200 IC sạc sợi dây điện. Nắp nồi 150 luôn, nắp nhựa đẹp. À, chào anh em cần món gì hú. Còn ba nắp lốc quay 210 sơn sẵn này, anh em cần hú 1.1 triệu. Sơn cực kỳ đẹp cho anh em, sơn làm như phôi toàn vậy đó. Bao anh em là phôi đẹp nha. Anh em về chỉ việc lên xe là xài sơn sẵn. Mày đời Hà 99 nha. ABKFLF chiều 2 trắng phiếu bên trong nha. Này 1.1 triệu anh em xài hút, anh em khỏi mất công đi sơn. Ở đây mình xài sơn xịn không à, lắp nồi nè anh em thấy không, chỗ mình sơn rất là kỹ, chuẩn như zin, ngay trở lại trạng thái ban đầu cho anh em. Mình quay ban đêm anh em thấy không căng đâu, ban ngày mới đẹp dữ nè. Trở lại trạng thái ban đầu như tồn cho anh em thôi, 7 màu bên trong MABKLV-1. Cái thằng này xài chung mã quay 100 thái luôn, đúng đời đầu 99 luôn nè. Quay 100 thái đó, nó xài chung với quay 100 thái, quay 110 xài chung luôn đó. Mang cá ba nắp 1.1 triệu nha. Ừ, anh em xài liên hệ mình, ba nắp 1.1 triệu anh em khỏi sơn đó. Rồi ok anh em nha. Anh em cần phụ tùng quay 110 cọc beo gì đó liên hệ, đồ máy đồ móc đồ theo xe gì
mai mình rã con này nha. Sáng mai lên sóng cho em con này. Đầu nồi nguyên xin. Ok, chào anh em nhé.